Ơi, ơi, chuyện gì đấy Vu? Cái gì mà căng thẳng vậy? Hả? Vu gặp chuyện gì đấy? Con đang làm gì đấy Vu? Đang làm gì hả? Sao có tay bẩn thế này? Gì tay bẩn thế này Vu? Hả? Tay bẩn thế này? Mà xem, nhìn mà căng thẳng đấy. Hả? Chuyện gì đấy? Đâu? Chuyện gì đấy con? Tay con bẩn đấy. Rồi. Sao vậy con? Nào, nói mà nghe xem chuyện gì. Bố. Chuyện gì đấy con? Khó nói lắm hả? Chuyện gì? Ai biết được chứ? Đi đâu? Ơi. Rồi. Hả? Đấy, bố,
Đi đây. Về cả trứng rồi. Trứng ở đâu đây, bố vương? Có phải con lấy xuống không? Con lấy xuống làm gì đấy? Vỡ hết rồi này. Bố lấy trứng để luộc trứng cho mẹ hả? Đúng không? Vỡ rồi. Không sao cả nhá. Để ba giúp con nhá. Ba giúp con bố nhá. Thôi thôi nào. Bố ra đây đi con. Đi ra đây đi. Bố, bây giờ bố đi rửa tay đi nhá. Để đây ba dọn cho nhá. Nhá. Đi đi. Đi rửa tay đi con. Rửa tay nhá. Quay xong rồi con, rửa sạch nhá. À, thôi ba lo cho rồi, không cần đâu, không cần đâu, ba lo cho bố rồi nhá. À, bố đứng im nào. À, đứng lo cùng ba à? Rồi, bố giỏi quá, đúng rồi, thấy chưa? Wow, vui giỏi quá, vui bỏ trứng vào đây rồi hả? Bà xem con nước chưa? Nào, bà xem kiểm tra cái này. À, con nước đây rồi. Bà hấp trứng vào vua ăn nhá. Cho cả mẹ này nhá. Đây, cắm điện nào. Thôi để ba làm cho. Đi vào thăm mẹ ăn thôi nào. Đi, hai bà con vào thăm mẹ nhé. Ôi, bố nhớ mẹ lắm hả? À?